Nhãn hiệu thời trang Canifa của công ty cổ phần Canifa đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ từ năm 2012, gia hạn vào năm 2022. Canifa không tuyển mẫu nhí, thế nhưng vài tháng gần đây đã bị các đối tượng xấu dùng nhãn hiệu này để lập các trang Facebook giả mạo nhằm lừa đảo tuyển mẫu nhí. Hậu quả là đã có không ít phụ huynh bị lừa tiền, doanh nghiệp cũng vì thế mà bị vạ lây. Không chỉ việc sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, mà mỗi ngày doanh nghiệp còn phải tiếp nhận được cả chục cuộc điện thoại từ khách hàng và công văn từ các cơ quan công an gửi tới nhằm xác minh các vụ việc. Hàng ngày hàng giờ thì chúng tôi cũng đang phải dành ra nhân lực, nhân sự để liên quan đến việc report báo cáo với các kênh giả mạo cũng như là xử lý chăm sóc khách hàng khi mà khách hàng gọi điện phản ánh cũng như là công văn với các cơ quan công an liên quan đến các vụ việc. Còn trung tâm tài năng nhí Kid Talent này cũng bị các đối tượng lập trang Facebook giả mạo để nhằm lừa đảo. Với chiêu trò tinh vi, các đối tượng đã ăn cắp nguyên bài đăng, hình ảnh và nhận diện để tạo ra nhiều trang giả mạo, giống hệt như trang fanpage chính chủ. Chỉ khác là trang fanpage thật có tới 18.000 người theo dõi, còn các trang giả mạo chỉ có vài trăm người theo dõi. Uy tín cái thương hiệu của chúng tôi bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy, một phần vì là những phụ huynh có thể họ chưa biết đến trung tâm mình, nhưng họ nghe thông tin như thế là họ rất hoang mang. Đấy, thứ hai là những phụ huynh họ bị lừa, có thể họ sẽ đăng những cái thông tin lên. Thì những phụ huynh khác khi mà tiếp nhận thông tin thì họ cũng không biết thực hư như thế nào. Thậm chí các trang giả mạo trên còn tinh vi khi để địa chỉ là 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, trong khi đây là địa chỉ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thời gian gần đây cũng có nhiều đối tượng giả mạo thương hiệu của báo điện tử VTV News để lừa đảo tuyển mẫu nhí. Đại diện VTV News cũng cho biết việc này ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của VTV cũng như gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân. Bởi nhiều người sẽ dễ dàng tin tưởng khi thấy chữ VTV trong các bức ảnh và tiến hành việc chuyển tiền mà không biết rằng đây thực chất chỉ là ảnh đã được cắt ghép. Khi mà một cái tên tuổi của báo chí, đặc biệt là những cái cơ quan báo chí lớn như Đài Truyền hình Việt Nam mà bị mạo danh ấy, thì nó sẽ để lại những cái hậu quả, những cái tác động rất là xấu về mặt chính trị, xã hội, tư tưởng. Có thể nói rằng đây là một cái thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt và cực kỳ liều lĩnh, bởi vì các đối tượng này đã thực hiện cái hành vi phạm tội một cách công khai và chiếm đoạt tài sản của nhiều người với giá trị đặc biệt lớn, và nó còn gây ảnh hưởng đến cái uy tín của các cái cơ quan, đơn vị, tổ chức mà bị sử dụng các cái bộ nhận diện cũng như là tên tuổi, các cái thương hiệu. Thương hiệu bị làm giả nhưng tiền bị lừa là thật, uy tín bị ảnh hưởng là thật. Trong khi việc đấu tranh với vấn nạn lừa đảo, mạo danh trực tuyến vẫn còn khá gian nan, các luật sư cho rằng người dùng vẫn cần nâng cao cảnh giác. Còn các doanh nghiệp khi bị giả mạo thương hiệu cũng cần liên hệ với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các website, trang giả mạo trước khi các đối tượng có thể thực hiện hành vi lừa đảo với quy mô lớn.